đến năm 1980, giải phóng miền Nam được 5 năm rồi, cô Huệ mới ra đi. Mà từ lúc cô mất đến nay là 36 năm rồi. Bác mất đến nay là 47 năm rồi. Ta chưa tìm được nấm mộ của cô ở đâu đâu. Ta chỉ còn biết được một chi tiết này vô cùng có giá trị. Các đồng chí ghi nhớ để rồi biết đâu có điều kiện nào đó ta tìm được. Nhưng như một trang trải, một cái món nợ tâm linh của chúng ta với bác và với cô Huệ vậy. Cô Huệ cuối cùng là đi tu ở mảnh đất Bà Rịa, Vũng Tàu. Ở ngay mảnh đất Bà Rịa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa. Còn Vũng Tàu bây giờ là một thành phố du lịch thôi. Đất Bà Rịa là nơi có dấu ấm của cô Huệ đấy. Cô đi tu trên một ngôi chùa, trong một ngôi chùa nhỏ vắng lặng trên đỉnh núi, gọi là núi Thị Vải các đồng chí nhé. Các đồng chí đi công tác về Bà Rịa Vũng Tàu nhớ dừng chân ở Thị Vải nhé. Có núi Thị Vải, có chùa Thị Vải, bên cạnh có cảng Thị Vải. Đấy là nơi dấu vết của cô Huệ, ta chỉ còn biết được đến thế thôi. Chứ còn nấm mộ của cô ở đâu, 36 năm nay nó thay đổi cả. Chưa tìm được nơi an nghỉ cuối cùng của cô. Đấy cũng còn là điều canh cánh trong nỗi lòng của chúng ta. Thế mà ở Việt Nam mình đấy, duy nhất chỉ có một người đã gặp được cô Huệ khi cô đi tu. Người ấy rất quen thuộc với chúng ta, đó là nhà văn Sơn Tùng. Các đồng chí đọc Búp Sen Xanh rồi chúng ta đều biết. Người thương binh hạng 1/4 chỉ còn có 3 ngón tay thôi, mà kẹp bút vào viết hết năm này sang năm khác cuộc đời của bác đấy. Đến mức mà Thủ tướng Phạm Văn Đồng ôm lấy mà khóc. Nói là tôi không ngờ anh có thể làm việc phi thường đến như vậy. Mà anh viết về bác cảm động chân thực như chính cuộc đời của bác vậy. Chúng ta phải tin đây là một điều sự thật. Ngay Đại tướng Võ Nguyên Giáp, những giây phút sắp trở về với bác, vẫn còn muốn nghe kể chuyện về mối tình đầu giữa bác và cô Huệ không? Đấy. Thế thì nhà văn Sơn Tùng là người mà đã được gặp anh trai bác là ông Nguyễn Sinh Khiêm, ông Cả Khiêm, chị gái bác là bà Thanh, nên biết được rất nhiều tư liệu. Lại đã có thời kỳ đi phục vụ bác, viết báo ở chiến trường Việt Bắc, đã từng chụp ảnh chung với bác, mà mang theo cả tấm ảnh này trong khi đi tìm cô Huệ, mà may nhờ tấm ảnh đó cô Huệ mới tiếp đấy. Chứ cô từ chối hết, cô không tiếp ai cả. Đã đi tu rồi là xa lánh cuộc đời, nương nhờ cửa Phật, không muốn gặp ai nữa. Đến khi mà đưa bức ảnh ra, cô khóc, cô kể hết cho chúng ta nghe. Thà ta mới biết được chính cô là người đã đưa chị gái bác là bà Thanh lặn lội vào tận Cao Lãnh, Đồng Tháp để tìm mộ cha, tức là cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Các đồng chí về Cao Lãnh, bây giờ có cái khu tưởng niệm của cụ Nguyễn Sinh Sắc đấy, ta thắp hương tưởng niệm nhé. Rồi về quê bác có mộ của mẹ bác là bà Hoàng Thị Loan. Ở Huế còn có bàn thờ của mẹ bác, là như vậy. Bao nhiêu những địa điểm linh thiêng đấy. Thế thì khi gặp cô Huệ, cô không tiếp. Cô giải thích thế này này. Tôi không tiếp bất cứ một ai cả. Vì tôi không muốn người đời hiểu lầm tôi là núp dưới bóng vĩ đại của cụ Hồ. Như thế là cũng rất là cao thượng đấy nhé. Trước đây là tình anh em, tình bạn, là người yêu đi nữa. Nhưng bây giờ bác là một lãnh tụ vĩ nhân, cũng muốn lùi xa một chút, có khoảng cách. Dù trong tim suốt đời chỉ có bác mà thôi. Như thế là cao thượng lắm chứ. Và bây giờ đã hiểu nhau rồi thì tôi sẽ kể hết. Và cô mới kể cho chúng ta nghe những chuyện như thế. Nhưng cô dặn một điều này này. Chừng nào tôi còn sống thì tôi cấm các ông đưa tin gì về tôi trên mặt báo. Nhà văn phải hứa với cô Huệ như thế. Và phải đợi khi cô mất năm 1980 thì sau đó 1981 trở đi mới bắt đầu viết Búp Sen Xanh là thế đấy. Chỉ tiếc một điều là năm nay nhà văn đã 91 tuổi. Mà cụ đã mất khả năng làm việc 6 năm nay. Hôn mê trên giường bệnh, không làm việc được nữa.
Trên bàn làm việc của cụ bây giờ ngổn ngang bản thảo cái tác phẩm cuối cùng mà rất tiếc là chưa hoàn thành, là Bông Huệ Trắng, tức là viết về cái mối tình này. Ta chỉ còn lại những trang bản thảo thôi, còn cụ không còn khả năng làm việc được nữa. Đấy là điều tiếc của chúng ta. Nhà văn đã được phong tặng anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới đấy các đồng chí nhé, vì cái sự nghiệp cao quý này này. Đấy. Thế thì khi mà nhà văn đã tiếp cận được cô Huệ thì hỏi cô một câu thế này này: thưa O, vì sao những năm tháng tuổi trẻ O không lập gia đình? Thì cô Huệ khóc. Cô làm một cử chỉ giống hệt bác nhé, đặt tay lên ngực nơi có trái tim. Cô nói là trong tim tôi chỉ có một Tất Thành mà thôi. Tất Thành là bác đấy, Nguyễn Tất Thành mà. Không tìm được nhau thì tôi sẽ vào chùa. Và cuối cùng cô đi tu thật. Đấy là lý do. Còn cái lý do trực tiếp là vì cô tưởng rằng bác mất như báo chí đăng rồi. Mà đây là báo chí nước ngoài, báo chí là phản động đăng tin không đúng thôi. Đấy. Đặc biệt nữa này, trong lúc trò chuyện thì cô Huệ lại hỏi bác một câu rất đỗi con người. Cô đi tu rồi nhé, mà cô hỏi thế này này: các ông ở gần cụ Hồ có bao giờ nghe thấy cụ nhắc đến tôi không? Thế rõ ràng đây là một chuyện hoàn toàn có thật, bằng xương bằng thịt. Nhà văn thì lại dè dặt quá, trả lời một cách rất tượng trưng. Nói là thưa O, bác Hồ thương O nhiều lắm. Lúc nào bác cũng đặt tay lên ngực nói miền Nam trong trái tim tôi. Trong trái tim bác có cả miền Nam, có cả O trong đó. Trả lời thế thì đúng quá, đúng không? Đúng quá, nhưng mà rất chính trị. Cô Huệ lắc đầu, cô Huệ nói là không, cụ Hồ có hỏi riêng về tôi không cơ. Thì đây mới càng thấy cái gọi là chất liệu cảm động về con người như thế nào, đã đi tu rồi đấy. Các đồng chí có nhớ chuyện Kiều của Nguyễn Du không? Trong đó có câu là dẫu lìa ngó ý, còn vương tơ lòng cơ mà. Mối tình đầu là khó dứt lắm, nó như cái sợi tơ của cuống sen ấy, là như thế đấy. Thì lúc đó nhà văn mới phải kể cho cô nghe. Và chúng ta cũng biết được cái tư liệu này là một tư liệu hoàn toàn xác thực. Bác hỏi ông Ung Văn Khiêm, bác hỏi ông Bùi Công Trừng là những lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước lúc bấy giờ. Bác hỏi một câu thế này: các chú có biết tin tức gì về cô Huệ không? Và có lần bác nói với chúng ta, suốt đời bác mang trong tim hình ảnh của một người con gái. Người con gái đó là cô Huệ đấy. Các đồng chí ra Hà Nội vào thăm nhà bác ấy, hãy đừng quên mấy cái kỷ vật thiêng liêng này. Một khóm hoa hồng, bác lại trồng thêm một khóm hoa Huệ, và bác đích thân chăm bón hàng ngày. Lúc sinh thời ta biết ý bác, bao giờ cũng để một bình hoa hồng đỏ để bác tiếp khách quốc tế, và một bình hoa Huệ trắng thanh khiết. Bác tặng hoa cho các cháu gái, bao giờ cũng có thói quen một bông hồng đỏ và một bông Huệ trắng. Đời bác là như vậy, nó ẩn trong tất cả những tư liệu sự kiện như thế. Thế và chúng ta trả lời bác thế nào? Thưa bác, cũng không biết gì nhiều lắm đâu, nhưng có một điều chắc chắn là cô Huệ đã đi tu rồi bác ạ. Thế là bác khóc. Bác thở dài suốt cả buổi chiều hôm đó, đêm khuya trằn trọc không ngủ. Như thế là khi báo tin cho bác cô Huệ đi tu rồi là bác vẫn còn sống chứ. Và rõ ràng là cô Huệ tưởng bác mất là mất trong cái sự kiện nhà tù, không phải mất năm 69 đâu. Thế nó mới đau đớn cho bác. Và khi ông Vũ Kỳ đêm khuya cứ vào phòng bác tắt đèn cho bác ngon giấc, đi ra cầu thang không có một tiếng động mà bác gọi lại. Bác bảo quay lại cho bác nhờ một chút đã. Bác đã ngủ đâu? Vặn lại đài cho bác đang nghe tin. Cứ để cho bác nghe tiếng đài cả đêm cũng được, như có tiếng người bên cạnh vậy. Thì có bao nhiêu điều xót xa thương yêu cho bác, ta từ suy ra từ cái câu đó là như vậy đấy. Thì đây là chuyện hoàn toàn có thật. Và vì vậy cho đến bây giờ đấy, từ những cái cứ liệu này cho chúng ta biết thêm một điều là đời Hồ Chí Minh đúng là trong như ánh sáng. Và Hồ Chí Minh là một con người bằng xương bằng thịt,
chứ không phải thánh thần, dù bác vĩ đại như bậc thánh vậy, như Đức Chúa, Đức Phật vậy. Nó có liên quan đến câu hỏi của các học giả nước ngoài khi họ sang Việt Nam nghiên cứu về bác. Họ hỏi những người rất có ý nhé. Họ chọn Phạm Văn Đồng để hỏi, chọn Võ Nguyên Giáp để hỏi cơ. Những người mà biết rất rõ về Bác Hồ. Họ hỏi Thủ tướng của chúng ta là Hồ Chí Minh của các ông là ai? Là một con người hay là một vị thánh? Hồ Chí Minh là một người dân tộc hay một người cộng sản? Thì tôi đọc nguyên văn câu trả lời của Thủ tướng Phạm Văn Đồng để các đồng chí thấy nó sâu sắc như thế nào. Thủ tướng trả lời là Hồ Chí Minh của chúng tôi yêu nước 100%. Yêu nước tức là dân tộc đấy, 100%. Mà cộng sản cũng 100%. Nó nhuyễn vào nhau. Càng yêu nước yêu dân thì càng đến với chủ nghĩa cộng sản. Mà càng là cộng sản thì càng yêu nước thương dân vô hạn. Đấy, Bác Hồ là điển hình của sự nhuần nhuyễn đó. Hồ Chí Minh của chúng tôi trước hết là một con người, cuối cùng cũng là một con người. Còn vĩ đại như Đức Chúa, như Đức Phật thì chính các bạn đã thừa nhận. Thì đấy là câu trả lời hay vô cùng các đồng chí. Để cho ta khái quát về nhân cách Hồ Chí Minh, vĩ đại của Hồ Chí Minh. Trước đây, khi chúng ta kể chuyện về Bác, thì còn có một người bạn lớn của Việt Nam vẫn còn sống, cách chúng ta nửa vòng trái đất. Còn bây giờ thì đồng chí đó đã đi về với Tổ tiên, với Mác Lênin, với Bác Hồ rồi, lãnh tụ Cuba, đồng chí Fidel. Lúc Bác mất, Fidel có 43 tuổi. Năm 69, Fidel 43 tuổi. Còn bây giờ Fidel đi vào tuổi 90. Fidel đến Việt Nam rất nhiều lần, kể cả đến tận mảnh đất lửa thiêng của Quảng Trị. Chỉ tiếc một điều, chưa một lần được gặp Bác. Và Fidel có nói một câu là vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình cơ mà. Trên khi Fidel đi đấy, đảng ta có thể nói là vẹn tình vẹn nghĩa, cử ngay đoàn lãnh đạo cao nhất của đảng, cấp cao của đảng, có mặt sớm nhất tại Cuba để chia sẻ với bạn bè của chúng ta cái nỗi đau không gì đền bù này được. Đấy. Một cái điểm nữa, có một nhà bác học người Anh tên là Bertrand Russell. Ông rất thiện cảm với Việt Nam thời chống Mỹ. Khi Bác mất, ông nói thế này: trong thế kỷ 20, hiếm có một vĩ nhân nào được như Hồ Chí Minh, mà sự ra đi của người lại lấy của nhân loại nhiều nước mắt đến như thế. Tức là cả thế giới khóc thương người, không riêng gì chúng ta đâu. Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa. Còn chính Fidel thì đánh giá là đồng chí Hồ Chí Minh thuộc về một lớp người đặc biệt mà cái chết lại gieo mầm cho sự sống đời đời bất diệt. Thì đấy là toàn bộ cái nhân cách vĩ đại của Bác. Con người là thể xác có thể hữu hạn, nhưng mà trí tuệ nhân cách là mãi mãi trường tồn của các bậc vĩ nhân như Hồ Chí Minh. Các đồng chí nhớ một cái triết lý này nhé. Ở đời có ba thứ lập. Lập tức là thành công đấy. Một là lập đức, hai là lập công, ba là lập ngôn. Lập đức tức là để lại tấm gương đạo đức cho muôn đời. Lập công là vì sự nghiệp đối với dân, với thế giới. Còn lập ngôn tức là những nhà tư tưởng để lại những tác phẩm, những lời văn, những câu nói bất hủ. Bác suốt đời chỉ đi tìm con đường cứu dân, cứu nước. Bác không chủ trương lập ngôn. Thế cuối cùng những câu nói của Bác đã đóng đinh vào lịch sử. Và Bác là một tấm gương chói lọi về đạo đức, cho nên Hồ Chí Minh là nơi gặp gỡ quy tụ cả lập đức, lập công và lập ngôn. Lập đức là cần kiệm liêm chính. Lập công là vì dân, vì nước, vì độc lập, tự do, hạnh phúc, không chỉ của dân mình mà cho cả thế giới. Còn lập ngôn, mỗi câu nói của Bác là một chân lý lớn. Đúng không? Không có gì quý hơn độc lập tự do là chân lý lớn nhất. Đau khổ chi bằng mất tự do là nỗi đau lớn nhất của đời Bác.
Đảng ta là một đảng cầm quyền, phải suốt đời cần kiệm liêm chính trí công vô tư, suốt đời là người đầy tớ, người lãnh đạo của nhân dân. Đấy, trong di chúc Bác viết như vậy, đấy là những câu nói bất hủ đã trở thành danh ngôn, đã trở thành lập ngôn. Hay là Bác để lại một câu nói chan chứa tình thương như thế này: sông sâu bể rộng bao nhiêu nước cũng vừa, cái đĩa cạn, cái chén nhỏ chỉ một giọt nước cũng tràn đầy. Chỉ sợ mình không có lòng bao dung nhân ái, chứ không sợ người ta không theo mình. Đấy là chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh. Riêng với thanh niên mà tuổi trẻ đang chuẩn bị cho một sự kiện quan trọng, Đại hội đoàn toàn quốc nhé, sau Đại hội Đảng, thì các đồng chí nhớ điều này. Không có đồng chí nào là bí thư tỉnh đoàn ở đây không? Bác dạy thanh niên những lời vàng ngọc. Đúng không? Bác nói là thanh niên không bao giờ đòi hỏi Tổ quốc đem lại cho mình những gì, mà phải luôn luôn tự hỏi mình đã làm gì cho Tổ quốc. Bài lời dạy ấy đã đi vào bài ca truyền thống của đoàn đấy. Hay Bác nói là không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển quyết chí cũng làm nên cơ mà. Để nói về khí phách bản lĩnh của tuổi trẻ ngày nay. Riêng về việc học, Bác kế thừa tư tưởng của Lenin, học, học nữa, học mãi, để dạy thanh niên cái việc học này. Các đồng chí ghi lòng tạc dạ lời của Bác này: đường đời là một chiếc thang không có nấc chót, học tập là một cuốn vở không có trang cuối cùng. Mà suốt đời Bác là học tập. Khi Bác mất, ta còn tìm thấy dưới gối nằm của Bác cái cuốn từ điển Việt Nam Tây Ban Nha, cái thứ tiếng mà Bác biết từ hồi còn rất trẻ, khi Bác đến nước Mỹ rồi, mà Bác ôn lại trên giường bệnh lúc tuổi già sức yếu, cả cái cuốn sổ tay ghi chép từng trang sách học, cả cái mẩu bút chì đánh dấu từng từ mới một, bây giờ để nguyên trong bảo tàng Hồ Chí Minh đấy. Nhưng học Bác như vậy, học suốt đời. Thế cho nên tác phẩm thứ 5 được coi là bảo vật quốc gia chính là di chúc. Có 1.000 từ thôi. 1.000 từ mà trên thế giới này không có ai lại để ra công sức 4-5 năm liền để viết và chữa. Bác chữa đến lần cuối cùng 4 tháng trước khi Bác mất. Năm nào cũng viết, năm nào cũng chữa. Đây là toàn văn cái bản di chúc của Bác. Làm sao cho 65.000 đảng viên của Đảng bộ Đắk Lắk này ai cũng có một bản di chúc trong tay. Nhất là các đảng viên trẻ phải thuộc lòng di chúc của Bác. Nhất là các nhà giáo, các cán bộ tuyên huấn của Đảng phải thuộc lòng di chúc của Bác để thấu hiểu, thấu cảm về Bác và thực hành cho nó đúng. Ta phát hiện ra bao nhiêu điều vĩ đại và cao quý. 1.000 từ mà viết 4-5 năm liền, nhưng mỗi năm chỉ viết một lần vào dịp sinh nhật, mỗi lần chỉ viết 1 giờ từ 9 giờ đến 10 giờ sáng, rồi khép lại đưa ông Vũ Kỳ giữ, sang năm lại đưa lại cho Bác chữa. Và Bác viết đến chữa đến lần cuối cùng tháng 5 năm 69, thì tháng 9 năm 69 Bác vĩnh biệt chúng ta, đúng vào ngày Quốc Khánh. Hơn nữa, 1.000 từ để hết cho dân cho nước, Bác chỉ lấy riêng ra có 79 từ dành cho Bác thôi. Mà Bác lại viết cái điều này từ lúc 75 tuổi rồi. Chẳng hóa ra Bác biết cả bệnh và cũng biết cả mệnh của mình. Mệnh tức là giới hạn sự sống, chứ mệnh không có gì là thần bí cả. Đời người ai cũng có cái giới hạn đó. Bác linh cảm như thế đấy các đồng chí. Nhất là Bác linh cảm thấy từ rất sớm một cái nỗi đau là Bác không chờ được đến ngày miền Nam giải phóng. Chứ Bác không nhận huân chương là thế. Bác dặn là tấm huân chương cao quý này chỉ tặng một người thôi. Bác giới thiệu Bác Tôn. Các đồng chí biết Bác Tôn, Bác Tôn Đức Thắng hơn Bác 3 tuổi. Bác là chủ tịch nước, Bác Tôn là phó chủ tịch nước. Mà Bác Tôn túc trực bên linh cữu của Bác suốt cả cái tuần lễ quốc tang. Rồi sau này làm chủ tịch nước thay Bác. Bây giờ cũng về với Bác Hồ rồi. Người thợ máy mà thành một lãnh tụ, một nhân cách cao quý lắm đấy các đồng chí. Hình ảnh của Bác đấy. Tình cảm của Bác
với bác Tôn vĩ đại và cảm động lắm. Bác bảo dành cho bác Tôn thôi. Bác Tôn ở An Giang, bác Tôn là cả miền Nam, đại diện cho cả miền Nam. Còn riêng với bác ấy, bác dặn là hoãn lại chưa muộn, đợi giải phóng miền Nam xong đã, đồng bào miền Nam thay mặt cả nước gắn huân chương cho bác cũng chưa muộn. Rồi bác đi, bác có kịp nhận đâu. Cho nên lúc bác chút hơi thở cuối cùng, trên ngực áo bác trống không, không một tấm huân chương. Cả một cuộc đời là như vậy. Hơn thế nữa, ta bây giờ mới hiểu vì sao bác nói thế này. Các chú cứ giục bác lập gia đình lấy vợ. Bác cũng biết điều đó là một chuyện lẽ thường tình ở đời. Nhưng bác không lấy vợ vì bác không có bụng dạ nào hưởng niềm vui riêng cả khi đồng bào miền Nam còn đang vất vả, hy sinh đầu rơi máu chảy như vậy. Bác không lấy vợ có lợi cho cách mạng hơn, có lợi cho phong trào của miền Nam hơn. Đấy, hy sinh của bác như thế. Còn việc không nhận huân chương, bác nói là bác chưa xứng đáng. Bác mới đi đến nơi mà chưa về đến chốn. Ta vẫn chúc nhau hàng ngày là thượng lộ bình an, đi đến nơi về đến chốn. Bác tự nhận là mới đi đến nơi mà chưa về đến chốn. Đi đến nơi là đã thấy con đường cách mạng, đã lập đảng lập nước, nhưng chưa về đến chốn là chưa trở lại miền Nam, chưa trở lại bến cảng Nhà Rồng 105 năm trước bác ra đi, lúc 21 tuổi đầu, vòng quanh thế giới 30 năm, đi qua 40 nước khác nhau để cuối cùng về đến Bắc Bó Cao Bằng. Tuổi xuân đã qua đi, 51 tuổi, thì 55 tuổi cách mạng thành công, 60 tuổi là linh hồn của cuộc kháng chiến chống Pháp ở Việt Bắc, 70 tuổi dự với đảng đại hội cuối cùng, 79 tuổi bác vĩnh viễn ra đi. Chưa về đến chốn là thế. Chưa về đến chốn còn là chưa trở lại Huế, nơi mẹ bác mất. Chưa đến Cao Lãnh dù chỉ một lần, nơi bố bác nằm ở đó. Và Lê Thị Huệ cũng chưa biết ở đâu. Trong gia đình bác đấy, anh bác không vợ con, chị bác không chồng con, bác một thân một mình, bố một nơi, mẹ một nơi, em nhỏ của bác sống